Tôi Lâm xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe đến từ nhà Honda các bạn nha. Hiện tại đang ngang mức giá bán, một bên là dòng xe số tầm trung, còn một bên là mẫu xe côn tay đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Mẫu xe Honda Winner X và phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình được sơn độ 3D với màu xanh lá cây cực kỳ đẹp và cuốn hút các bạn nha. Và thông qua video ngày hôm nay thì mình sẽ báo giá cụ thể với hai mẫu xe này, và với giá tiền ngang bằng với nhau, các bạn nên lựa chọn mẫu xe nào trong thời điểm hiện tại. Với mỗi mẫu xe nó đều có đối tượng khách hàng khác nhau, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Với dòng xe Future là một thiết kế lịch lãm, cao cấp và sang trọng, thừa hưởng thiết kế từ những mẫu xe tay ga cao cấp đến từ nhà Honda, mà cụ thể là mẫu xe Honda SH với phiên bản màu đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Tuy nhiên thì trên dòng xe Future các bạn cũng đã theo dõi rất nhiều rồi, nó chỉ được trang bị hệ thống đĩa trước thôi. Còn dòng xe Honda Winner X có cả đĩa trước và đĩa sau. Đi kèm với đó, những phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS một kênh cho phần bánh trước của xe. Phiên bản màu đen nhám này cực kỳ lì lợm và đẹp luôn. Nó đã cao cấp sang trọng rồi, lại đem đến một cảm giác mạnh mẽ thể thao và lì lợm. Không còn gì phải bàn cãi với dòng xe Future này trong thời điểm hiện tại nữa. Và rất nhiều bạn đang mong ngóng mong chờ tới sự xuất hiện của phiên bản Future mới năm 2023. Hy vọng rằng sắp tới sẽ ra mắt mà thôi. Hiện tại những thông tin đến từ công ty Honda Việt Nam ấy vẫn đang được bảo mật rất kỹ các bạn nha. Và rất chắc chắn có thể khẳng định rằng mẫu xe Future 125 phiên bản mới của năm 2023 sẽ có những thiết kế tương đồng với phiên bản Way 125i của Thái. Thiết kế thay đổi một chút từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe, đi kèm với đó tinh chỉnh lại khối động cơ. Nó sẽ cho ra khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn, chỉ 1,4 lít trên 100 km. Và đặc biệt hơn nữa là mặt đồng hồ kết hợp giữa analog và LCD hoàn toàn mới các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi cho mình một chút ở phần phía đuôi xe ở đây. Với mỗi thiết kế nó sẽ có những cái nét khác biệt khác nhau. Dòng xe Winner X là một dòng xe thể thao, các bạn có thể theo dõi rất kỹ rồi. Mình sẽ không so sánh về phần tổng thể thiết kế trang thiết bị tiện ích, mà mình chỉ so sánh về phần giá bán. Vì thời điểm hiện tại hai mẫu xe các bạn đang theo dõi có mức giá bán là tương đồng với nhau. Vì một bên là dòng xe số phổ thông như mẫu xe Future các bạn đang theo dõi, và một bên là dòng xe Honda Winner X nên rất khó có thể so sánh. Một bên là xe số, một bên là xe côn tay, các bạn cũng đã lưu ý rất nhiều rồi. Màn hình trên dòng xe Honda Winner X là Full LCD hoàn toàn. Các nút chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Và hiện tại chìa khóa là chìa khóa thông minh các bạn nha. Đi kèm với đó là cổng sạc 2.1A rất tiện dụng cho mẫu xe Honda Winner X. Thêm một góc độ nữa để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe này. Phải nói một điều là Honda Winner thiết kế cũng khá là ok và đẹp các bạn nha. Vuốt nhọn lên cao ở phần phía đuôi xe, đi kèm với đó là toàn bộ hệ thống đèn xe đều sử dụng bóng LED, đem đến một cảm giác trải nghiệm mới mẻ cho dòng xe Honda Winner trong thời điểm hiện tại, khi các đối thủ chưa có. Đối thủ thì cụ thể luôn là dòng xe Exciter vẫn chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đi kèm với đó xi nhan trên dòng xe Exciter kể cả phiên bản 1.5 vẫn đang sử dụng bóng halogen mà thôi. Nhìn ngang xe rất đẹp đây, với cái logo GTR này đi cùng với logo Winner X. Những cái màu sắc sơn độ này thì hoàn toàn đại lý gửi vào trong miền Nam rồi sơn độ lên, sau đó đưa ra để lắp ráp trên những mẫu xe Honda Winner các bạn nha. Nên thời gian để có thể một phiên bản sơn độ này được ra đời phải mất đâu đó vào khoảng tầm từ 20 đến 25 ngày mới có thể có cho mình những cái phiên bản sơn độ màu sắc rất đẹp này. Đại lý sẽ bảo hành những màu sắc sơn độ này, và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là những màu sắc sơn độ này đều được đăng ký trong cả vẹt đúng màu sắc này luôn. Như phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản màu xanh đen các bạn nha. Màu sắc sẽ tương tự như vậy để các bạn có thể lưu thông một cách ok nhất. Sau đây thì Top 5 sẽ gửi tới các bạn cái bảng giá cụ thể đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện tại với dòng xe Honda Winner đang có mức giá bán khá tốt, vẫn đang giữ mức giá bán như thời điểm chào mừng đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Phiên bản tiêu chuẩn phanh thường sẽ có giá bán là 31.600.000, phiên bản cao cấp sẽ có giá bán là 35.600.000, trong khi đó phiên bản đường đua HRC cũ là 36.600.000, đường đua HRC mới là 37.600.000 các bạn nha. Đó là những màu sắc sơn zin. Còn đối với dòng xe Future trong thời điểm hiện tại vẫn đang giữ mức giá bán khá là cao, cao hơn mức giá bán đề xuất của hãng, dao động với phiên bản phanh đĩa vành nan hoa. Hiện tại những phiên bản đó các bạn phải đặt hàng trước mới có các bạn nha.
33.500.000 đồng. Còn phiên bản là phanh đĩa vành đúc như màu đen nhám các bạn đang theo dõi, hiện tại đại lý vẫn đang còn hàng với mức giá bán 35.500.000 trong thời điểm hiện tại. Còn với những phiên bản sơn độ với mẫu xe Honda Wreck ấy, các bạn có thể lưu ý cho mình, phiên bản sơn độ mà lên từ phiên bản tiêu chuẩn phanh thường sẽ có mức giá bán vào khoảng tầm là 37.500.000. Còn phiên bản sơn độ như phanh ABS các bạn đang theo dõi sẽ có mức giá bán là 39.500.000 các bạn nha. Với mức giá bán hiện tại gần như tương đồng với nhau trên cả hai mẫu xe, gần như tương đồng, đều trên 30.000.000. Có thể nói thì với mức giá bán này, các bạn lựa chọn mẫu xe nào cũng cực kỳ ok. Công chức nhà nước thích sự lịch lãm, sang trọng, rồi cao cấp một chút, các bạn có thể lựa chọn dòng xe Future trong thời điểm hiện tại. Mình thấy thiết kế này rất đẹp rồi các bạn nha. Bộ máy của nó cũng cực kỳ ok để ta có thể đáp ứng được đầy đủ những cái tiêu chí các bạn lưu thông trên đường một cách vô tư và thoải mái. Còn với những ai, đặc biệt là những bạn trẻ nha, thích thể thao, thích phong cách, các bạn có thể lựa chọn dòng xe Honda WinX. WinX thì rất thể thao rồi, đi cùng với đó là đầy đủ những trang thiết bị tiện ích cho một dòng xe côn tay 6 số trong thời điểm hiện tại. Đây là một điều mình muốn chia sẻ thêm với các bạn thông qua video ngày hôm nay về hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Với những bạn nào quan tâm ấy, đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Hiện tại thì giá bán của dòng xe Honda WinX vẫn đang giữ mức giá bán chào mừng đại lễ các bạn nha. Sắp tới thì nếu như áp dụng cái chương trình khuyến mại đến từ Honda Việt Nam, hỗ trợ tiền đăng ký lên tới 3.000.000 thì chắc chắn giá bán của nó sẽ đẩy lên đôi chút. Mình sẽ liên tục cập nhật để các bạn có thể theo dõi một cách chính xác nhất, chi tiết nhất, đặc biệt là với những bạn nào đang yêu thích dòng xe Honda WinX trong thời điểm hiện tại. Chắc chắn khi hỗ trợ như vậy giá bán của nó sẽ cao rồi. Và mình nghĩ rằng cái mức giá bán từ 31.600.000 đến 37.600.000 là một mức giá bán phù hợp cho dòng xe Honda WinX. Với những bạn nào quan tâm hoàn toàn có thể tham khảo các bạn nha. Và tất cả những mẫu xe ở đây đều được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi. Các bạn chỉ cần có căn cước công dân thôi là các bạn có thể đến và áp dụng chương trình này rồi. Trả trước vào khoảng tầm 30% giá trị của xe thì các cái nội dung hoàn thiện về hồ sơ thủ tục nó sẽ nhanh gọn hơn để các bạn có thể có cho mình những trải nghiệm trên những cái mẫu xe đến từ Honda rất đẹp và rất cuốn hút ở đây. Rồi, cảm ơn video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.